Sau khi dỡ phong tỏa, sáng nay Bệnh viện Hải Châu đã bắt đầu khôi phục hoạt động khám chữa bệnh trên nguyên tắc đảm bảo chặt chẽ yêu cầu phòng chống COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân thì ngay sau khi được dỡ bỏ phong tỏa, vào sáng hôm nay thì Bệnh viện Hải Châu đã tiến hành hoạt động khám chữa bệnh trở lại. Trong đó thì quy trình kiểm soát phân luồng bệnh nhân được kiểm soát chặt chẽ để mà có thể ngăn ngừa việc lây nhiễm ngay từ bệnh viện. Ngay từ cổng vào, Bệnh viện Hải Châu đã tiến hành kiểm soát bệnh nhân đến khám. Tất cả được yêu cầu sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, đồng thời tiến hành khai báo y tế. Những trường hợp có các triệu chứng liên quan đến đường hô hấp được khám sàng lọc ngay từ bên ngoài để phân luồng riêng. Các triệu chứng nghi ngờ COVID thì được đưa dắt ngay vào cái phòng khám sàng lọc để thực hiện khám sàng lọc COVID. Trong trường hợp bệnh nhân mà có các triệu chứng rất là rõ trong hoặc là rất là nghi ngờ trong cái chuyện COVID thì chúng tôi thực hiện cái việc lấy mẫu xét nghiệm và tạm giữ bệnh nhân trong cho đến khi có kết quả âm tính. Còn lại các bệnh nhân khác nếu không có các triệu chứng nghi ngờ thì chúng tôi thực hiện vào phía trong kê khai y tế và tiến hành khám. Theo ghi nhận, vào sáng nay, bệnh nhân đi đến khám bệnh tại Bệnh viện Hải Châu đều chấp hành thực hiện nghiêm túc quy trình sàng lọc, phân luồng của bệnh viện. Nhân viên y tế cũng thường xuyên nhắc nhở bệnh nhân đảm bảo việc giãn cách khi chờ khám bệnh. Trước khi dỡ phong tỏa, thì các y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Hải Châu đều đã được xét nghiệm và tất cả âm tính với SARS-CoV-2.